Ok, xin chào mọi người. Thì cái video mình sẽ nói sơ sơ về cái preset FIO. Mình đang viết là FIO chạy trên cái phương thức DSP của cái con main Dynacode này, cụ thể là dòng L series. Thì ở đây mình viết cái preset cho nó rồi, xong mình sẽ nhập cái preset vào ở bên này speaker setting ở đây passive generic. Thì mình đang đo con 106, mình đang đo cái biến thiên hàng số độ to của nó trong vòng 1 tiếng sắp tới. Thì mình đang chạy nè, mọi người đang thấy là cái số ohm nè, trở kháng của nó nè, đây là cái mức level đầu ra nè. Đó, ở đây là mình đang chạy cái sound card qua cái con demo 3 này. Thì cái tham số dữ liệu này mình lấy để mình đo là cái âm thanh là music noise, M noise. Thì cái music noise này nó giúp chúng ta đo được cái biến thiên crash factor, mà đây là nhà phát triển cái tiếng ồn này là của Major Sound nha mọi người. Major Sound phát triển ra thì đây mọi người thêm cái đáp tuyến khi mà chạy qua hệ thức FIO và đã có reset tinh chỉnh của con 1036. Thì ở đây là cái đường pha của nó. Bây giờ mình tiếp tục mình mở đo, thì đây là cái kỳ đo đầu tiên nằm trong chu kỳ 15 phút đầu. Mình sẽ chia nó ra làm 4 chu kỳ để đo: 15 phút đầu, 30 phút, 45 phút và 1 tiếng. Đó, mọi người thấy đây là monitoring level. Mình đo khoảng cách 1 mét nha mọi người. Đó, thì đây là cái hệ thống đo. Mình đo ở bên trong. Rồi, đây là cái âm ly đang chạy này. Rồi, bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái loa đang đặt ở bên ngoài.